Trong cái bài ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ làm quen với hai cái đối tượng thuộc cái loại database object, một là view, hai là trigger. Tại vì các cái bài này nó cũng tương đối là đơn giản ha, ngắn gọn, nên mình sẽ gộp và mình nói hai mục tiêu trong một bài thôi. Thế thì thứ nhất là cái nói về cái view. Thì thực ra view nó là một cái bảng ha, một cái khung để quan sát dữ liệu. Tức là khi theo cái tiêu chuẩn của SQL là người ta tạo nên, nên là anh muốn xem nhanh dữ liệu ở trên cơ sở dữ liệu, thì anh có thể sử dụng, phải có một cái công cụ để phục vụ cho cái mục đích này. Và cái công cụ đó nó chính là view. Thế thì view chính là một cái bảng ảo. Đây các bạn thấy trên này người ta định nghĩa bằng cái view chính là một cái bảng ảo ha. Tức là cái bảng mà nó không có dữ liệu thật. Tức là dữ liệu mình thấy được không phải là của nó không có lưu trữ, mà nó lấy được từ trong các cái table khác của cơ sở dữ liệu để làm dữ liệu và cung cấp cho cái việc quan sát dữ liệu của người dùng tại thời điểm đó. Thế thì người ta định nghĩa view chính là một cái bảng ảo, ảo tức là không có thật đấy ha. Mà nội dung của nó đây, các bạn thấy nội dung của nó chứa được định nghĩa bởi một cái câu truy vấn, bởi một câu truy vấn. Như vậy có nghĩa là gì? Nếu như các bạn muốn tạo một view thì các bạn phải dành cái câu lệnh select from where gì đó hôm trước mà mình học đó, đúng không? Trong cái nhóm lệnh mà DML á, đó. Thế thì view nó về cái mặt hình thức ấy, thì view cũng giống như là table đó. Trong một view thì nó bao gồm nhiều cột và nhiều hàng, và nó thể hiện những cái thông tin là kết quả truy vấn của người dùng đó. Có một cái đặc điểm là dữ liệu của view nó không có tồn tại trong cái view đó, mà cái view đó nó chỉ lấy thông tin từ những cái bảng hay là những cái dữ liệu trong những cái bảng cố định để nó tạo thành kết quả của nó thôi. Đấy là lý do tại sao mà nó dùng cái từ là virtual table, nó dùng cái từ này virtual table, tức là cái bảng ảo không phải bảng có thật đó. Và có cái đặc điểm là trừ cái trường hợp những cái view thuộc cái loại là index view, view mà dạng index ấy, thì nó lưu giữ dữ liệu nha các bạn. Trừ trường hợp đấy là cái view thuộc cái loại là index thì các cái view nó không có chứa ha, mà lưu trữ các cái tập dữ liệu ở trong database. View nó chỉ phục vụ cho nhu cầu xem. Có nhiều người thắc mắc là vậy thì tại sao dùng lệnh select cho rồi thì cần thì phải dùng view làm gì, đúng không? Tại vì anh định nghĩa một cái view, định nghĩa cái view mà nội dung của cái view nó chính là một cái câu truy vấn mà. Thế thì tôi dùng lệnh select cho lẹ. Thế thì cái câu trả lời nó đơn giản là nếu như mà các bạn dành câu truy xuất ấy, câu truy vấn ấy, thì mình gõ lệnh query ha, lệnh select gì đó from table nào. Thế nhưng đối với những cái nhu cầu mà tôi muốn xem nhanh ấy, nó phải ngồi phải nghĩ ra để mà gõ câu query đấy thì điều này không dễ, đúng không? Đó, thì nó để cho cái việc cái nhu cầu xem dữ liệu nhanh nhất. Tức là nếu như một cái người không dành được cơ sở dữ liệu mà người ta xem cái thông tin đấy trên cái cơ sở dữ liệu của mình, thì cái anh lập trình tạo ra cái view sẵn hay người ta có nhu cầu nó chỉ gọi cái view nó chạy thôi, xem cái kết quả. Thì cái điều này nó giúp cho thuận tiện, đúng không? Nếu các bạn đã định nghĩa các view rồi thì ngay cả những cái người không phải là không dành về lập trình vẫn có thể xem dữ liệu được. Đó. Cái đặc thù của view là như vậy. Thì đối với lập trình, trong lập trình của mình thì cái view mình tùy những trường hợp đặc biệt mình có thấy nó cần không, mình có cảm giác nó hơi thừa, đúng không? Thế tôi biết dùng lệnh select rồi, vậy thì tạo view làm gì, đối với tôi có vẻ nó hơi thừa, đúng không? Đó. Thế thì mặc nhiên đối với góc độ về định về khái niệm thì view nó được dùng để cho phép hướng cái mục tiêu vào một cái vấn đề nào đó mà anh đã định nghĩa. Ví dụ mình còn muốn quan tâm đến cái danh sách các đơn hàng trong ngày đấy, trong ngày tức là trong ngày hiện tại ấy, thì người ta có thể tạo ra một cái view như thế và người ta có double vào cái view đấy thì nó sẽ hiện ra danh sách những cái đơn hàng mà khách hàng đã đặt trong ngày mà đang xem ấy. Cái lúc đấy đương nhiên đến ngày hiện tại là ngày nào, có thể dùng hàm date để làm cái điều kiện truy vấn, đúng không? Đó, ví dụ như vậy. Và cái view nó đem lại cái sự thuận tiện và đơn giản đối với cái người dùng khi mà tương tác với database, mà không đòi hỏi cái người đó phải rất là dành về các cái lệnh khai thác dữ liệu, đúng không? Lệnh select. Và có đôi khi ấy, thì người ta dùng view như là một cơ chế để bảo mật đối với database của mình, US Security
mechanic. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì khi mà các bạn thấy trong những cái mô hình mà truy cập dữ liệu trên các ứng dụng web thì có thể cái máy chủ cơ sở dữ liệu nó nằm ở một cái nơi khác so với cái web application, cái chương trình web. Thì trong trường hợp như thế thì mình truy xuất thông qua mạng ấy, thì cái nguy cơ là bị hacker tin tặc nó đón đầu, nó bắt quay tin ấy, để nó đọc được xem là cái câu select của mình truy xuất sang cái máy chủ cơ sở dữ liệu là cái câu truy xuất vào những table nào và thực hiện kết như thế nào, điều kiện ra làm sao. Và cái điều này thì rất là nguy hiểm, đúng không? Nguy hiểm tức là nếu như kẻ xấu mà nó biết được cái cấu trúc cơ sở dữ liệu của mình ấy, thì cái nguy cơ mà nó phá, nó tìm ra điểm yếu để nó phá, nó tấn công cơ sở dữ liệu là rất là cao. Đó, và cái nguy hiểm nó luôn luôn rình rập. Thế thì có những cái hệ thống mà quan trọng ấy, thì người ta muốn xây dựng lên một cơ chế bảo mật thì tất cả những cái nhu cầu truy vấn đều được đặt tên hết. Ví dụ như muốn truy vấn đối với dữ liệu đơn hàng chẳng hạn thì người ta chỉ cần người ta đặt cái tên là view 001, ví dụ như thế ha. Thì đương nhiên chỉ thấy yêu cầu bên này gửi xe đi là view 001 thôi, mà dữ liệu nó trả về là một đống các thông tin liên quan đến tên người, liên quan đến ngày giờ tháng ha, rồi liên quan đến địa chỉ, thì sao không biết cái view đấy nó trả về cái kết quả đấy là kết quả gì, đúng không? Không biết hoặc rất khó để biết, nếu mà biết thì phải mất rất nhiều thời gian. Tức là tạo ra cái cơ chế bảo mật nó đem lại cái lợi ích, tức là làm cho cái kẻ xấu ấy không biết rằng cái câu lệnh đấy, tại vì anh truy xuất thông qua cái tên của cái view thôi, thì chỉ có nội bộ của cái phần mềm đấy, những người phát triển phần mềm biết cái view đấy dùng làm gì, còn cái kẻ bên ngoài ha, người bên ngoài có thể không biết được. Thì có những trường hợp người ta dùng view để dùng xây dựng lên một cái cơ chế ha, cái cơ chế giúp cho cái bảo mật đối với cái hệ thống ứng dụng phần mềm của họ. Thì các bạn thấy này, thay vì cái người dùng truy xuất dữ liệu ha thông qua view ấy, thì nó người ta không nhất thiết phải cấp quyền để cho phép người làm việc truy xuất trực tiếp vào các cái table ở bên dưới, bởi vì điều này là điều cũng nguy hiểm, đúng không? Nguy hiểm nếu như bị kẻ xấu phát hiện ha, và đoán biết được cái cấu trúc bên trong, rồi đưa ra những cái phương pháp để tấn công ha, hay là những cái cách thức để dò xét database của mình, thì điều này là điều nguy hiểm. Thì cái bản thân của view là như vậy. Đó. Và đối với dữ liệu, đối với view ấy, thì đôi khi nó sẽ giúp cho cái việc mà phân chia dữ liệu thành các cái vùng, cũng như là tăng cái hiệu suất khi làm việc trên SQL Server. Thế thì nói chung tóm lại thì cái view được xây dựng lên với ba cái mục tiêu đây. Mục tiêu thứ nhất ấy, là cung cấp các cái thông tin, đúng không? Cung cấp các cái thông tin về dữ liệu ha, theo các cái hình thức khác nhau. Tức là anh xây dựng view để tạo ra cái không nhìn hướng đến cái mục tiêu nó phù hợp trong những cái tình huống nhất định. Thứ hai nữa là đơn giản trong cái việc truy xuất. Ví dụ như anh chỉ gửi một cái tên đi, và trên đó thì người ta trong đó đã có sẵn những cái câu lệnh SQL rồi, anh chỉ việc database server nó chỉ việc chạy, nó trả cái kết quả theo yêu cầu thôi. Và vấn đề cuối cùng tức là có thể xây dựng cái cơ chế để bảo mật thông qua cái việc là ngăn chặn không cho phép truy xuất trực tiếp vào các table đó. Bởi vì có thể trong những tình huống nào đó thì truy xuất trực tiếp vào table là nguy hiểm, đúng không? Đó, đây là cái tình huống mà trên thực tế người ta cũng hay dùng, và trong trường hợp đặc biệt người ta sẽ làm kiểu như vậy. Thì cái việc đoán biết cái cấu trúc ha, hay là cái kho dữ liệu của mình bản chất nó được xây dựng dựa trên cấu trúc nào ha, cái nguyên tắc nào là rất khó để tìm biết, rất khó. Đấy, có ba cái mục tiêu chính là như vậy. Ưu điểm thì nó có một số ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là có thể là tăng cường bảo mật, đúng không? Thứ hai nữa là đơn giản dễ dùng, tức là simplicity đấy ha. Nó hướng đến các cái mục tiêu mang tính nghiệp vụ cao, là follow business rule. Tức là ví dụ như các bạn thay vì phải nhớ một cái câu lệnh select dài, đúng không? Ta đặt cái tên là danh sách đơn hàng trong ngày, đó, ví dụ như vậy. Thì lúc đấy nhìn thấy cái view đó là gọi là nó chạy thôi, còn bản chất bên trong phải select như thế nào, phải where như thế nào, rồi phải từ from những cái table nào, phải join kết nối
thực hiện kết dữ liệu như thế nào người ta không cần biết, chỉ cần quan tâm dữ liệu đơn đến hướng đến mục tiêu muốn xem cái danh sách đơn hàng đã bán trong ngày, thì là cái đấy nó gọi là following business rule, đúng không? Nó hướng đến cái mục tiêu của cái nghiệp vụ có liên quan đến cái phần mềm đó. Hoặc ví dụ như là cái view mình đặt cái view là danh sách những sinh viên được cấp học bổng, đấy chính là cái mục tiêu cho cái nghiệp vụ business rule trong trường hợp đấy, là những cái sinh viên được cấp học bổng, tức là nó thỏa mãn điều kiện gì đó thì người ta sẽ được cấp học bổng, đúng không? Là ví dụ như vậy. Và có một cái điểm nữa là các cái view ấy thì thông thường là nó không có tốn cái dung lượng để lưu trữ, bởi vì sao? Dữ liệu nó có chứa đâu, nó lấy từ những cái table khác nhau ở trên cơ sở dữ liệu để đáp ứng cho nhu cầu xem. Đây là bốn cái ưu điểm, đúng không? Nhược điểm thì ví dụ như cái nhược điểm thứ nhất ấy, là khi mà cơ sở dữ liệu thay đổi thì cái view đấy có thể bị vô tác dụng, đúng không? Các bạn ví dụ các bạn sửa lại cấu trúc của table đó thì tên của các cái cột, các cái field trên cái table tương ứng ấy có thể nó không còn phù hợp nữa. Tại vì mình đã sửa rồi cho nên cái trạng thái mới nó không còn cái tên cũ nữa, tức là cái view đấy có thể là vô tác dụng, đúng không? Hoặc là cái trường hợp thứ hai ấy, là nếu như mà anh sử dụng các cái truy vấn phức tạp mà không được tối ưu hóa ha, thì nhiều khả năng cái view đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu suất, đúng không? Tức là không đem lại performance đó. Mặc dù là mình tạo ra view nhưng mà cái hiệu suất trong quá trình thực thi đấy thì đôi khi nó lại không ổn, đúng không? Làm tốn thời gian, tốn tài nguyên để thực thi. Thế thì view ở trong TSQL của SQL Server thì nó có mấy loại, nó chia ra làm 3 loại các bạn. Cái loại thứ nhất là index view, tức là những cái view mà có những cái nhu cầu các bạn truy xuất thường xuyên, mà nếu mà truy xuất thường xuyên ấy, nó được lưu trữ theo một cái trật tự phù hợp với nhu cầu mà cần truy vấn ấy, thì nó sẽ rất là hợp lý, hoặc nó dễ hợp lý và tăng tốc độ tốt cho cái việc mà truy xuất thông tin. Thì trong tình huống đấy người ta sẽ tạo dưới dạng index view. Thì trong tình huống này có ưu điểm cũng có nhược điểm, tức là index view ấy thì nó sẽ tổ chức thông tin, lưu thông tin dữ liệu lại theo cái trật tự được sắp xếp. Ví dụ các bạn quan tâm đến lưu theo sắp xếp theo tên ấy, từ A đến Z, thì các bạn sẽ tạo ra index tên, và cái trong quá trình đấy thì các bạn sắp xếp theo tên của cái khách hàng hay là của sinh viên, ví dụ như vậy, thì nó lưu sẵn ấy, thì sau này nó đọc lên nên nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà cái giá phải trả thì chính là gì? Nó lại tốn thêm một lần nữa để lưu lại chính những cái thông tin về sinh viên hoặc là những cái thông tin về khách hàng mà trước đó đã được lưu trong cái table, một cái table khác rồi. Tức là anh tốn kém về cái dung lượng, đúng không? Tuy là nó cải thiện được cái hiệu năng. Cho nên cái chỗ này khi mà phát triển ứng dụng ấy, thì người dùng người ta phải cân nhắc tăng tốc độ, thế nhưng mà nó sẽ tốn kém cho không gian lưu trữ đối với cái view tương ứng. Đó. Và hơn nữa ấy, khi mà lưu theo như thế, thì nếu những cái trường thông tin, những cái loại dữ liệu ấy, mà cái tần suất cập nhật dữ liệu cao thì nó sẽ không hiệu quả, sẽ không tốt. Đó. Cái dạng thứ hai ấy là partition view, tức là cái view nó, tức là dữ liệu trong những cái mô hình dữ liệu lớn ấy, ha, thì những cái dữ liệu mà có cái khối lượng lớn, ha, ví dụ dữ liệu dân cư của một quốc gia hay là của nhiều quận hay là của nhiều thành phố, đúng không? Dữ liệu nó lớn thì người ta trong cơ sở dữ liệu dân cư ấy thì nó thông tin nó tập hợp ở nhiều nơi khác nhau, đúng không? Nó có thể nó nằm ở phường này một ít, ở phường kia một ít, ở quận này một ít, những cái thông tin liên quan đến các cái cư dân của thành phố ấy, ha. Thì trong trường hợp đấy người ta có thể dùng partition view. Thì cái việc mà partition view ấy nó được tạo ra cục bộ thì giúp cho việc quan sát dữ liệu nó sẽ thuận tiện và trực quan hơn. Đấy, mục tiêu của cái partition view là như vậy. Và cái loại cuối cùng tức là system view, thì cái system view ấy nó thường được dùng để xem các cái thông tin trên hệ thống. Ta có những cái thông tin liên quan đến cái cơ sở dữ liệu, đến cái node ha, cái database server ấy, thì người ta thường dùng để truy vấn những cái thông tin về các cái phiên bản, đúng không? Hoặc các cái đối tượng được xác định trong các cái instance của SQL Server. Đó. Thì cái view này nó thường nằm trong cái danh mục sys.database. Như vậy là sang cái phần thứ hai ấy, chúng ta sẽ nói về cái là cách ha, cái cách tạo và làm việc của view ha trên TSQL. Có thể mình dùng lệnh, có thể mình dùng công cụ của
SQL Server Management Studio để mình tạo và làm việc với Vue. Thì cái phần này cũng ngắn gọn, cũng đơn giản ha. Dùng lệnh để tạo ra Vue ấy thì đơn giản là mình dùng create Vue với tên của Vue ấy ha. Đó, thì cái này ngay từ buổi thứ hai mình đã học rồi, có điều mình chưa, lúc đó mình chưa học lệnh select thì mình chưa tạo được, nhưng bắt đầu từ bây giờ mình có thể tạo được. Thế mình tạo ra một cái view thì mình create view và đặt tên cho cái view đó. Với trường hợp một cái view mà mình đã tạo ra rồi mà mình cần thấy nó không hợp lý đúng không, bạn phần mình sửa đổi nội dung, phần lớn mình sửa lại câu truy vấn về các cái điều kiện truy vấn để khai thác thông tin của mình đó, thì lúc đấy có thể dùng lại alter view. Và với trường hợp còn lại, tức là gì, đối với một view không còn tác dụng thì các bạn có thể xóa, đúng không? Xóa thì mình drop view. Drop view ha, là những cái lệnh DL liên quan đến view chính là create, alter và drop. Vậy thì cú pháp khi mình muốn tạo ra một view thì mình sẽ dùng như thế nào? Ở đây các bạn thấy là nó phụ thuộc chính cái nội dung của cái view ấy, khi tạo ra nó phụ thuộc chính vào cái lệnh câu lệnh select. Thế thì muốn tạo ra một view mới thì mình create view và đặt tên cho nó. Sau đó là tiếp theo là từ khóa S, đúng không? S và cái nội dung là chính là câu lệnh select. Đó, rất là dễ, đúng không? Còn có một cái điểm lưu ý, tức là đối với một view được tạo ra thì các bạn dùng lệnh select giống như các đã học, select from where, rồi có thể dùng group by, having by gì đó. Nhưng mà tuyệt đối không được dùng cái câu lệnh, không được dùng order, đúng không? Tức là trong view thì không được phép dùng cái mệnh đề order để sắp xếp á. Đó, không được dùng ha. Đó. Ví dụ đây tôi có một ví dụ muốn tạo ra một cái view tên là DS sản phẩm. Đó. À, tức là để mục đích thì tôi lấy ra danh sách các cái sản phẩm với điều kiện lọc là loại hàng là TX hoặc là GD gì đó. Thì đây cái câu lệnh của mình chính là select from sản phẩm, đúng không? Select sao from sản phẩm. Rồi where loại hàng in cái tập giá trị chính là gì, TX và GD. Đó. Thì cộng nội dung của select này nó dựa vào cái câu select khi mình học về DML này. Thế còn cái việc tạo trên này thì rất là đơn giản. Create cái view, đặt tên rồi mình add thôi. Cái từ khóa, cú pháp nó là như vậy. Và với cái view sản phẩm ấy thì mình run cái view tên là danh sách sản phẩm ha. Thì nội dung nó hiển thị, đấy các bạn thấy là nó cũng chả có gì đặc biệt. Bình thường, giống y chang như cái kết quả mà trước đây mình đã từng sử dụng cái lệnh select from gì đó ha, nó chạy ra. Như vậy đây thực ra thì nó cũng không có gì mới lạ, đúng không? Mình biết select rồi thì mình dùng view để mình tạo, mình đặt tên sẵn để chứa câu select thôi. Đó. Với trường hợp thứ hai nữa là mình dùng view mình tạo ra một cái bảng để truy vấn thông tin với những loại hàng đặc biệt là TX và GD, rồi mình sinh ra dữ liệu. Ví dụ TX thì ghi ra màn hình là chữ túi sách, còn nếu mà GD tức là giày da thì mình xuất dữ liệu là giày da. Đó, thì cái view này của tôi là TKS là sản phẩm, tức là thống kê sản phẩm, đúng không? Thống kê số lượng sản phẩm theo hai cái mặt hàng, đây là giả sử thôi. Thì mình cũng dùng cú pháp create view TKS đây là sản phẩm add, đúng không? Và đây chính là cái câu mà select mà mình sẽ đưa vào làm nội dung. Nội dung như trong tình huống này, cái view này của mình có sử dụng đến truy vấn bằng cái mệnh đề group by, đúng không? Để mình nhóm các cái loại hàng mình phục vụ cho thống kê. Cái view này view thống kê. Và trong cái view này thì mình có xuất ra cái cột, cái này là compute field, đúng không? Cột này là cột có tính toán đó. Thì như chúng ta thấy trên cái bảng này thì sau khi mình tạo ra thì trong cái database object tại cái mục view này, bạn mở ra thì mình thấy có cái tên của cái view là TKSL sản phẩm. Đó. Và nếu mình nhấn nút phải vào cái view này, mình thi hành nó, mình select ha, thì cái kết quả nó sẽ thể hiện đây. Cũng đơn giản đúng không? Với trường hợp sửa thì mình alter ha, alter view. Ví dụ với trường hợp lúc nãy mình muốn tăng cái số lượng thông tin lên, thì trong trường hợp đó mình sinh ra ba cái cột, cái này là danh sách sản phẩm, thì tôi alter cái view danh sách sản phẩm đây, thì có cái thứ nhất là tên sản phẩm, thứ hai ngày đăng, giá bán,
rồi cái tiền giảm, thay vì mình thể hiện cái phần trăm không thôi thì đây mình sẽ lấy giá bán nhân với lại giá giảm, ẹt tiền giảm, tức là giảm bao nhiêu tiền, đúng không? Cái câu trong trường hợp này tôi dùng cái lệnh on the view để tôi sửa lại cái nội dung của một cái view của mình. Và khi thi hành thì các bạn thấy rằng cái view danh sách sản phẩm nó được chạy, và lần này có thêm cái cột tiền giảm đây. Đó. Đây chính là cái view danh sách sản phẩm sau khi mà mình đã sửa nội dung. Đó. Với trường hợp xóa thì cũng đơn giản đúng không? Các bạn muốn xóa thấy tạo rồi mình thấy không còn hữu dụng, không còn cần nữa thì các bạn có thể drop view cái danh sách sản phẩm hay là drop view cái thống kê số lượng sản phẩm, và ví dụ như vậy. Trong trường hợp mà các bạn muốn như vậy, đấy là trường hợp mà dùng lệnh. Thế là các bạn muốn tạo ra một cái tên cho một cái câu lệnh SQL, tức là mình sẽ nghĩ đến view đúng không? Đó. Hoặc là để hỗ trợ cho việc truy xuất từ bên bên chương trình và trong cái máy chủ cơ sở dữ liệu, mình muốn không muốn gửi câu lệnh select đi mà mình chỉ muốn gửi mỗi cái tên thôi, và trong đấy nó sẽ thi hành cái gì đấy thì nội bộ mình biết đúng không? Một phục vụ cho cơ chế bảo mật thì các bạn sẽ dùng lệnh DDL là mình create view, hoặc là sửa thì alter view. Thế còn trường hợp nếu mà mình muốn tạo ra cái truy vấn nhanh ở trên SQL Server Management Studio ấy, thì lúc này mình có thể thao tác. Những cái thao tác này cũng đơn giản. Các bạn muốn tạo ra một view thì trên cái cơ sở dữ liệu, các bạn đây thấy đây là cơ sở dữ liệu của tôi, là cơ sở dữ liệu bán hàng online này. Rồi mình nhấn nút phải vào cái view đúng không? Rồi mình new một cái view, đoạn lệnh new view ha. Thì sau mình chọn new view ấy thì trên màn hình các bạn sẽ phải chỉ ra trong cơ sở dữ liệu có bao nhiêu table và tôi muốn chọn bao nhiêu table để phục vụ cung cấp dữ liệu cho cái view này. Đây ví dụ trong trường hợp này tôi chọn hai table là table khách hàng và table sản phẩm để cung cấp dữ liệu cho cái view mà dự kiến sẽ tạo đấy, đúng không? Để mình chọn nút S, chọn cái nút này, nút S đây. Đó. Sau khi mà chọn nút S xong ấy, thì các bạn thấy hai cái table sản phẩm này và cái table tài khoản nó đưa vào cái vùng phía bên trên. Ở bên dưới này thì các bạn muốn tạo ra bao nhiêu cột đây, thì các cái mỗi một dòng này là tên của một cột các bạn muốn lấy dữ liệu để cung cấp cho cái view mà mình sẽ dự kiến mình tạo. Thì đây mình chọn thôi, tôi chọn tên muốn hiển thị dữ liệu là tên sản phẩm, loại hàng, họ đệm, tên thành viên ha, giá bán. Rồi tôi sinh dữ liệu bằng cách là tôi lấy giảm giá đem nhân với lại giá bán, đúng không? Đó. Tên mà mình muốn viết tắt cho cái cột đấy thì alias, nó chính là cột này này, cột alias là mình chỉ ra cái tên sẽ dự kiến đặt tên cho nó, mặc nhiên nó dùng đúng cái tên của cái cột đấy luôn, tên sản phẩm, loại hàng, họ, nhân viên, tên nhân viên gì đó, đúng không ạ? Và cái cột của mình ấy, là mình lấy từ table nào, lấy từ table sản phẩm hay là lấy từ table tài khoản thành viên hay lấy từ table tài khoản thành viên, đúng không? Đó. Và cái việc mà khi các bạn chọn như thế thì nếu như bạn muốn lập điều kiện để truy vấn thì ở cái cột filter này các bạn, filter này mình sẽ mình chọn filter ha, mình đặt điều kiện cái gì bằng gì đó, điều kiện có thể đặt đây thì sau này nó tự động sinh ra where đúng không, dựa vào cái dữ liệu filter đây này đó. Và các bạn thấy rằng cái câu select tương ứng với việc các bạn chọn bên trên ấy, thì nó tự động nó sinh ra cái câu select thay vì các bạn phải gõ cái này, thì bằng thao tác ý đồ của nó là có thể cho phép mình dùng thao tác để mình chọn thì nó tự sinh ra cái câu lệnh SQL. Cái cách làm này nó dành cho những người mà mới học chưa giỏi đúng không, hoặc là những người mà không rành về lập trình TSQL thì mình dùng nó rất là hiệu quả, tức là mình dùng thao tác thì nó tự sinh ra lệnh cho mình. Đó. Nhưng mà với cách làm này mà đối với dân lập trình ấy, thì có vẻ hơi thừa, tại vì mình dành thì mình gõ lẹ hơn là mình chọn đúng không? Nhưng mà đối với người không biết thì người ta chọn, mà thay vì người ta phải học lệnh thì người ta chọn 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 nó sinh ra câu lệnh thì nó khỏe hơn đó. Đỡ mất thời gian. Thế thì khi mà mình lưu cái view đó lại thì nó sẽ, ví dụ trong trường hợp đấy là tôi tạo ra cái view tắt mấy cái, xóa bớt mấy cái này đi ha. Thì trong trường hợp đấy tôi lưu lại là test danh sách sản phẩm đúng không? Thì kết quả nó chạy nó sinh ra nào. Đây cái view đấy nó chạy nó sinh ra kết quả như thế này. Được ha. Đó. Có muốn đổi thì đây các bạn thấy là muốn sửa lại, thì thay vì mình không, nếu giả sử cái người dùng, người tương tác với view mà không biết lập trình ấy, người ta
design, thay vì anh phải biết lệnh TSQL để có anh select gì gì đó anh sửa, rồi anh dùng lệnh on the view, thì trong này mình nhấn phải và mình chọn design này, nó cho phép mình trở lại cơ sở lúc nãy thì mình còn mình sửa, đúng không? Còn với trường hợp mà các bạn muốn xóa ha, muốn đổi tên thì đây nó có lệnh rename này, mình chọn cái view đấy mình rename đổi tên lại, hay là mình muốn xóa cái view đi thì người ta chọn lệnh delete, delete đó, những cái lệnh này thì nói chung là dễ ha. Trên cái phần view mình sẽ kết thúc ở đây, design hay là delete hay là rename, select gì đó, các bạn muốn thi hành thì mình select thôi, đúng không? Select, select đó. Ok ha. Cái phần thứ hai, phần tiếp theo đây chúng ta sẽ nói về một cái đối tượng rất là quan trọng trong cơ sở dữ liệu, đấy chính là trigger. Tức là khi mà các bạn biết, khi mình học về cơ sở dữ liệu thì mình gọi là ràng buộc toàn vẹn, đúng không? Người ta mong mình trong một cơ sở dữ liệu lớn như thế, phức tạp như thế, thì cái điều mà người ta sợ nhất đấy chính là gì? Chính là lưu các cái dữ liệu mà dữ liệu được lưu lại không đạt tiêu chuẩn, dữ liệu sai, dữ liệu không có chất lượng, đúng không? Đó, ví dụ như vậy. Thế thì các bạn thường các bạn có những cái constraint, tức là check constraint, đúng không? Hoặc là các bạn dùng khóa ngoại để các bạn đặt tham chiếu để không cho phép lưu dữ liệu vi phạm, đúng nhỉ? Để trong trường hợp như thế thì các bạn có thể dùng các cái constraint về lý thuyết trên cơ sở dữ liệu để mình làm. Nhưng mà có những tình huống mà phức tạp ấy, thì mình không thể dùng các constraint để thực hiện được, thì thiên về cái xu hướng lập trình ha, với nhiều cái bước, các nhiều cái thao tác để kiểm tra hay là đánh giá có thỏa mãn, có đạt điều kiện tiêu chuẩn hay không ấy, thì lúc đó các bạn sẽ dùng đến trigger. Trigger. Thế thì trên database ở đây, trong cái hình các bạn quan sát trên màn hình thấy, thì trigger nó giống như là một cái bẫy, nó sẽ tự động sập xuống khi mà rơi vào một cái tình huống nào đó. Đó, tức là cái này nó giống như cái trường hợp các bạn thấy rằng là trong một cái ruộng ha, cái ruộng hoa màu của cái bác nông dân á, bác sợ các con thú hoang nó đi vào nó đạp giẫm đạp làm hư hại hoa màu của bác ấy, thì bác đặt bẫy, đúng không? Là cái trigger ví dụ như là trường hợp một cái bẫy khi mà tác động vào trong cái cơ sở dữ liệu, có thể là những cái hành vi của người dùng thực tế ha, hay là những cái có hành vi của những cái kẻ phá hoại, thì lúc này mình kiểm tra, nếu mà thấy vi phạm người dùng có thể là vô ý hay là chú ý nhập dữ liệu sai, thì trigger nó tự động nó kích hoạt để nó kiểm tra, nó thực hiện các cái đánh giá xem dữ liệu đấy có đủ tiêu chuẩn để lưu loại không, thì người ta sẽ dùng đến trigger. Thế thì các cái trigger trong database ấy, nó được tồn tại dưới dạng các cái thủ tục được lưu trữ sẵn ha, lưu trữ sẵn với mục đích là để phản ứng lại các cái hành động mà người dùng tác động lên trên database. Cứ có một cái tác động lên dữ liệu ha, hay là lên cơ sở dữ liệu cho một cái mục tiêu nào đó, thì các cái trigger mà mình đã định nghĩa sẵn ấy, nó sẽ tự động được kích hoạt, nó sẽ tự động kích hoạt. Khi mà các cái sự kiện này xảy ra thì các cái trigger tương ứng nó sẽ tự động được kích hoạt ha. Các sự kiện xảy ra thì trigger tự động được kích hoạt. Mục đích của nó là để làm để kiểm tra, đúng không? Kiểm tra xem dữ liệu có đúng đắn hay không, có làm tổn hại đến dữ liệu hay không. Tức là ví dụ có những trường hợp có những dữ liệu quan trọng mình không cho phép xóa, tức là lưu giờ không được xóa, thì lúc đấy các bạn ngăn cản, tại vì hành động xóa đây có thể làm tổn hại đến database, đúng không? Hoặc có những trường hợp ấy, làm gì thì làm, nó cũng ghi nhật ký lại để sau này nó báo cáo cho cái người quản trị biết rằng là đã có ai làm gì vào cái thời điểm đó, để người ta đưa ra những cái phương án để chống lại những cái việc, những cái hành vi không được phép trên cơ sở dữ liệu của họ, đúng không? Thì một số cái tình huống mình hay thấy này, khi mình cập nhật thông tin về đơn hàng đã giao thành công đấy, thì cái số lượng tồn kho ấy, nó sẽ phải tự động nó trừ đi, tự động cập nhật. Ví dụ như ban đầu mình, trước khi mình bán ấy, là có 100 sản phẩm. Thế nhưng mà khi mà giao đi 5 cái thì nó còn 95 thôi, nó phải tự động nó còn 95, đúng không? Với cái hành vi như vậy, người ta có thể người ta sẽ dần trigger đó. Đấy là có thể, đúng không? Tùy theo cái chiến lược và cái phương pháp tính toán tồn kho nếu cần thiết. Hoặc cái trường hợp thứ hai nữa là nếu như thực hiện xóa một cái đơn hàng đã được kích hoạt, anh đã kích hoạt rồi mà anh xóa đi là cái hành động này là hành động không được phép. Cái điều này nó giống giống như mình với khách hàng của mình ấy.
đã giao kết với nhau là mình sẽ bán, và tự nhiên mình hủy bỏ mà không bán cho họ nữa, thế là người ta sẽ có nguy cơ nó mất lòng tin, đúng không? Thế trong trường hợp như thế thì người ta xây dựng một cái sticker để ngăn ha, không cho phép cái hành động xóa một cái đơn hàng nếu như mà đơn hàng đấy đã được kích hoạt rồi thì không cho. Hoặc ví dụ như trạng thái của một bài viết, đúng không? Đó. Nếu như mà cái bài viết đấy mà được kích hoạt hay là bị sửa cái nội dung mà không phải người có quyền biên tập thì nó sẽ tự động nó ghi nhật ký lại, ghi lại nhật ký, đúng không? Để đảm bảo rằng là đấy là một cái hành động có thể phi pháp của một cái tài khoản nằm ở đâu đó hay là những cái tài khoản không có liên quan, ví dụ vậy đó. Thì trong trường hợp này không ngăn chặn thì người ta có thể người ta ghi nhật ký ha, để cho biết à cái ngày đó giờ đó ông đã truy cập vào database, ông sửa thông tin này chứ không phải là tôi cái người có trách nhiệm liên quan đến nội dung của bài viết, đúng không? Đó. Thế thì trigger của mình ấy, trên thực tế trigger nó tồn tại dưới dạng 3 dạng. Và trong quá trình học ấy, thì mình tập trung chủ yếu vào cái loại là DML trigger, tức là những cái trigger liên quan đến dữ liệu, tức là anh thực hiện các cái thao tác xem xóa sửa dữ liệu trên các cái table của cơ sở dữ liệu, thì các cái trigger này nó sẽ thực thi. Trigger liên quan đến các cái nhóm lệnh DDL thì sửa xem sửa tạo hay là xóa các cái đối tượng của database thì những cái trigger này nó sẽ tự động được chạy, đúng không? Đó. Ví dụ có những cơ sở dữ liệu các bạn sợ người ta sửa lại cấu trúc của table để người ta làm điều xấu trong quá trình vận hành của cái ứng dụng ấy. Hoặc là cái việc sửa đấy có thể làm cho các cái phần mềm mà lập trình trên hệ điều hành, trên web hay là trên thiết bị di động kết nối vô sẽ không kết nối được bởi vì cấu trúc nó bị thay đổi mà. Thì lúc đấy mình có thể dùng trigger để cấm không cho người ta sửa, cấm xóa, cấm sửa, đúng không? Hoặc là tạo thêm không cho luôn, ví dụ vậy đó. Khi anh khóa database lại không cho phép cái đối tượng nào đó mà nó truy cập vào để làm những cái điều mà anh không muốn, thì lúc đấy các bạn có thể dùng các cái lệnh liên quan đến có thể sử dụng trigger thuộc loại DDL đó. Hoặc một cái dạng trigger nữa, tức là cái đối tượng nó truy cập nó có quyền cao quá thì nó cũng có thể nó lách qua tất cả những cái ràng buộc hay là những cái bẫy mà mình đã đặt để mình bảo vệ cho cơ sở dữ liệu ấy, thì có thể mình sẽ ghi nhật ký, đúng không? Ghi nhật ký để sau này mình phục vụ cho công tác điều tra, đúng không? Những trường hợp đặc biệt thì có thể phục vụ trong công tác điều tra để biết rằng là cái lúc đó, ngày đó, giờ đó, cái tài khoản đó truy cập vào hệ thống làm gì và nội dung công việc mà cái người đó người ta đã làm như thế nào, có thể ghi nhật ký lại. Đó. Trong cái phần bài học của mình thì mình chỉ đề cập đến cái loại chính là DML, tức là những cái lệnh mà liên quan đến thao tác trên dữ liệu là Data Manipulation Language thì nó sẽ kiểm soát, đúng không? Chủ yếu là các hành động insert, update hay là delete. Thế thì đối với cái nhóm lệnh, các bạn nhớ rằng là đối với trigger ấy ha, đối với trigger thuộc cái nhóm là DML ấy ha, tức là khi mà thao tác trên dữ liệu ấy, vào cái thời điểm giả sử trong cái hình vẽ đây là cái thời điểm mà xảy ra các cái hành động tác động lên dữ liệu, ví dụ như thêm dữ liệu mới, sửa hay xóa dữ liệu trên database, đúng không? Thì nó sẽ tại thời điểm này thì nó sẽ có hai cái mốc thời gian để giúp các bạn có thể điều chỉnh ha, hay là tạo ra cái thật để kích hoạt cái trigger vào thời điểm nào, thì nó có cái thời điểm trước khi mà xảy ra sự việc, đúng không? Trước khi nó thực thi trên dữ liệu thì nó gọi là instead of. Cái thời điểm đó là instead of, tại vì nó sẽ có cái trigger được tạo theo cái dạng instead of, hay là xảy ra thời điểm sau khi xảy xong diễn ra cái quá trình thực hiện thao tác trên dữ liệu rồi thì anh bắt đầu mình mới chạy lại đến thi hành, đúng không? Thì lúc cái thời điểm đấy nó gọi là after đó. Và có hai cái thành phần mà không thể không có, nếu như không có hai thành phần này các bạn không làm trigger được, đấy chính là cái hai cái table tạo. Là một tên là tên của nó là inserted ha, thứ hai là tên là deleted. Hai cái table này phải có, hai table này các bạn mới lập trình được, mới biết được người ta định đưa cái gì vào, hay là người ta muốn định xóa cái gì đi, đúng không? Người ta sẽ xóa cái gì, những cái xảy ra tương lai mà nếu mà muốn lập trình các bạn phải có hai cái table này, hai cái thành phần này thì các bạn mới lập trình được, còn nếu không có thì mình không tạo, không viết, không lập trình được trigger được, đúng không? Thế thì DML trigger thì đơn giản nó là những cái trigger nó sẽ thực thi khi mà người dùng
thực hiện các cái hành động tác động đến dữ liệu bởi những cái lệnh là insert, đúng không, hay là update, hay là delete, tức là liên quan trực tiếp đến ba lệnh này đối với dữ liệu của table thôi, table hoặc view. Đó. Thì khi mà mình giả sử mình bẫy trường hợp là nếu mà người dùng người ta nhập dữ liệu thì mình sẽ kiểm tra, thì lúc đấy các bạn sẽ tạo trigger cho mục tiêu insert, hay là các bạn tạo trigger để ngăn cản cái việc người ta sửa dữ liệu, thế thì lúc đấy các bạn tạo trigger cho cái hành động là update, đúng không? Hoặc là nếu mà cái table đó mình không cho phép người ta xóa, thì khi mà có xóa dữ liệu ấy thì mình sẽ chạy trigger để mình kiểm tra, thế lúc đấy mình sẽ dọn cái hành động, đấy chính là delete ha. Đó, như mình thấy này, trigger thuộc loại này sẽ tự động thi hành các cái lệnh theo thuật toán đã định, tức là mình định ra rằng nếu mà mình chạy dữ liệu như này là xâm phạm ha, nếu xâm phạm thì mình sẽ không cho làm tiếp, đúng không? Thì lúc này mình sẽ tạo trigger tương ứng. Thì thường với cái trigger thuộc dạng này ấy, thì nó thường được dùng để đảm bảo tính ra một toàn vẹn, đúng không? Đấy chính là cái mà trước đây các bạn đã từng học trong cái phần thiết kế cơ sở dữ liệu. Thế đối với DML trigger thì nó chia ra làm hai dạng, một là after ha. Các bạn có thể dùng một trong hai từ khóa là after hoặc là từ khóa for thì là một loại, đúng không? Đó, nó giống nhau, dùng for cũng được mà dùng after cũng được. Và cái loại trigger thứ hai ấy, thì nó gọi là instead of. Đây, hai loại. Thì các bạn nhớ rằng là after hay là instead of thì nó thể hiện cho cái khung thời gian và cái thời điểm mà tác tương tác, tức là mình muốn rằng nó xảy ra trước thời điểm mà nó áp dụng cho cơ sở dữ liệu. Còn after thì có nhiều khi là sau khi mà nó đã đưa vào rồi thì mình đi kiểm tra, thì có thể là các cái tương tác trên dữ liệu của mình ấy đã xảy ra rồi, bắt đầu mình mới kiểm tra, thì lúc đấy các bạn dùng after, tức là theo cái thời điểm mà tác động. Thế thì về cú pháp thì ở đây mình dùng cái lệnh thôi, muốn tạo trigger thì create trigger nào. Thứ hai nữa là trigger muốn tên là gì thì các bạn sẽ đặt tên ha, tên của trigger. Đó. Và trigger để được tạo cho table nào thì đây mình phải có cái từ khóa chỉ, à tôi tạo trigger cho cái table sản phẩm hay là table đơn hàng hay là table khách hàng thì mình on cái table tương ứng. Bình thường thì nếu các bạn tạo trigger sau này các bạn sửa lại thì nó sẽ đọc lại cái nội dung trigger, tức là những cái lệnh mà các bạn lập trình cho trigger trước đó đấy, nó sẽ hiện ra. Thế nếu như các bạn dùng cái từ khóa là with encryption thì nó mã hóa lại rồi thì sau này mình không đọc được các cái lệnh cũ, thì cái này nó cũng quan trọng ha. Thường thường khi mà triển khai thực tế thì thường thường lập trình viên người ta sẽ đặt cái with encryption để làm gì, để cho người ta không đọc được cái phần mã lệnh của mình, tức là người ta không hiểu cơ chế mà mình thực thi của trigger đấy, bởi vì sợ rằng là nhiều khi nó biết trigger đấy dùng để làm gì đó thì nó sửa lại, đúng không, nó sửa lại nội dung để kiểm tra, thay vì kiểm tra đúng thì nó kiểm tra sai thì nó sẽ vô. Thì mà mình thì mình không có thời gian hay là không có bao quát được hết được tất cả công việc ấy, thì có thể nó sửa sai, mình có làm cái đấy nhưng mà sau khi nó vô nó sửa sai lại mình đâu biết, đúng không, thì lúc đấy nó nguy hiểm. Thì trong trường hợp như thế mình có thể encryption để bảo mật, mục đích là bảo mật cái nội dung về thuật toán đối với trigger đó. Thì tiếp theo là trigger mình muốn tạo nó thuộc cái loại after hay là loại instead of, đúng không? Các bạn có thể dùng một trong ba cái từ khóa này, nhưng mà mình dùng từ khóa for hay là after là như nhau nha các bạn. Khác nó chỉ khác hai thằng này nó chỉ khác với cái thằng sau là instead of thôi. Và hành động mình muốn thực thi ấy, chính là insert hay là update hay là delete. Và cái nội dung của cái tập lệnh mà các bạn muốn dùng để kiểm tra dữ liệu sẽ được đặt sau cái từ khóa s. Trong cái quá trình mà các bạn lập trình với trigger thì có hai cái table được gọi là các cái table ảo, tức là nó không có thật, nó chỉ có tạm thời tại cái thời điểm mình tương tác với cái table tương ứng. Hai cái table đấy tên là inserted và deleted. Thế thì SQL Server nó cung cấp hai cái table ảo này để làm gì? Để giúp cho các bạn biết được là người dùng định nhập hay định sửa dữ liệu mới thì dữ liệu đó là dữ liệu gì. Tại vì mình tại thời điểm lập trình là mình không biết là người ta sẽ nhập cái gì đó, hoặc là không biết là người ta sẽ đưa cái dữ liệu mới để thay thế cho cái dữ liệu cũ để mình cập nhật lại là cái gì. Thì trong trường hợp đấy thì
nó người ta sẽ SQL Server nó sẽ lưu tạm thời cái dữ liệu mà người ta dùng dự tính đưa vào table mới này. Table đấy nó mặc nhiên nó tên là inserted. Thì cái đặc điểm của hai cái table inserted và cái table deleted này, nó có cái cấu trúc dữ liệu giống hệt với cái table mà các bạn định tạo trigger. Ví dụ các bạn định tạo trigger cho để ngăn chặn cái việc nhập, để kiểm tra cái việc nhập ha, và ngăn chặn nếu như dữ liệu vi phạm, hoặc là bạn định tạo trigger để ngăn chặn hay là kiểm tra và để ngăn chặn trước khi mà người ta cập nhật dữ liệu mới vào ở table nhân viên, thì lúc này cái cấu trúc của inserted nó giống hệt như cái table nhân viên. Hoặc nếu như mình định kiểm tra để ngăn chặn đối với dữ liệu khi mà người dùng insert hay update cái table đơn hàng, thì cái cấu trúc của inserted nó giống hệt như cái table đơn hàng. Tức là các bạn tác động đến table nào thì cái thằng inserted nó giống y chang như vậy. Và cái table này nó chỉ tồn tại trong hai tình huống, hai hành động tác động đến dữ liệu là insert hoặc là update. Còn với tình huống thứ hai á, tức là nếu như các bạn dự định update hay là các bạn dự định xóa, thì nó tự sinh ra một cái table thứ hai nữa là deleted. Đó. Thế thì deleted này nó sẽ cũng giống như inserted, nhưng mà nó lưu trữ cái dữ liệu mà mình dự trong quá khứ sẽ bị thay thế. Tức là với tình huống mà phức tạp nhất chính là update này, thì khi update nó gọi là cái dữ liệu mới đưa vào. Còn cái deleted khi thực hiện update ấy, thì cái table delete nó sẽ là những dữ liệu đã tồn tại, dự kiến sẽ bị thay. Đó, tức là thằng này nó sẽ thay cho cái thằng này. Đó. Thì cái trường hợp mà update là cả hai cái table inserted và deleted nó đều tồn tại để lưu trữ hai cái dữ liệu tại hai thời điểm, một là dữ liệu mới và một là dữ liệu đã có, dữ liệu cũ, đúng không? Còn đối với trường hợp mà deleted thì nếu như hành động là deleted thì cái table inserted này nó sẽ rỗng, empty. Đó. Còn khi mà mình định xóa thì cái dòng dự kiến sẽ xóa nó sẽ cất ở trong cái table delete này, deleted. Đó. Đối với trường hợp mà các bạn thực hiện cái hành động là insert ấy, thì cái dữ liệu của table delete này nó sẽ không có, tại vì anh nhập mới mà, nhập mới tinh như thế, cái này nó sẽ không có. Nghĩa là trong cả hai cái tình huống, cả ba cái hành động ha, trong cả ba cái hành động là insert, update hay delete, thì nó luôn luôn tồn tại hai cái table là inserted hay là deleted. Thì những table này nó gọi là những table ảo ha, nó chỉ tồn tại tạm thời tại cái thời điểm mà mình thực hiện các cái hành động tương tác với dữ liệu như là nhập mới, cập nhật hay là xóa thôi. Và nếu như không có hai table này thì các bạn sẽ rất khó ha, hoặc là không làm được, hoặc là rất khó để kiểm tra, để thực hiện kiểm tra và ngăn chặn đối với tình huống người ta đưa dữ liệu hay người ta xử lý dữ liệu trên cái table tại thời điểm đó. Thì mình nhớ hai table này rất là quan trọng ha. Nó có cấu trúc cùng y chang như cái cấu trúc của cái table mà các bạn dự kiến sẽ tác động trong cái thời điểm đó. Ví dụ ha, tôi kiểm tra cái, đây là một cái trigger mà tôi tạo ra để kiểm tra cái thông tin về giao hàng trong cái table đơn hàng, trong cái table này, trong cái table đơn hàng thì tôi dự kiến tôi sẽ kiểm tra. Thế thì tôi tạo ra một cái trigger tên là check order delivery, kiểm tra xem là cái ngày giao hàng và cái ngày đặt hàng này có hợp lý hay không, đúng không? Thì như chúng ta đã biết rằng là đối với một đơn hàng mà khi các bạn muốn giao hàng thì sau ngày đặt hàng phải có một cái thời gian để người ta đóng gói, người ta lấy hàng trong kho ra, người ta đóng gói, rồi shipper bắt đầu mới mang giao hàng được, đúng không? Và thường tùy theo chiến lược và cái khả năng mà hành xử của mỗi một cái hệ thống bán hàng tuyến ấy, thì cái thời gian đấy có thể tối thiểu nó là 24 tiếng hoặc bao nhiêu tiếng đó, tùy vào cái khả năng mà người ta phản ứng với cái nhu cầu đặt hàng của khách mua trực tuyến. Thì trong trường hợp này tôi chỉ kiểm tra một cách đơn giản, tức là nếu như giao hàng mà trước hay là bằng cùng lúc với ngày đặt hàng là anh sẽ không làm được, đúng không? Sẽ không làm được. Thế cho nên tôi khai báo hai biến. Một biến là ngày đặt hàng kiểu đến thảm, một biến là ngày giao hàng cũng kiểu đến thảm, đúng không?
Sau đó tôi khi mà người ta nhập dữ liệu mới, cho mấy bạn thấy là tạo cái này cho cái hành động là insert ha, hay là update. Đó. Tức là cả hai hành động luôn, tôi dùng hai hành động thì insert với phải update. Dĩ nhiên không khi nào mình làm ba hành động cùng lúc đúng không? Chỉ hai hành động insert, update hoặc là update hay là delete. Đó ví dụ như vậy thì các bạn sẽ thực hiện. Mà thường thì insert và update đi với nhau. Delete thì ít khi nào đi chung với hai cái lệnh này đúng không? Gần như không có dùng. Thế thì ở đây tôi sẽ lấy ra, tôi phải lấy ra xem là cái ngày đặt mà người ta định nhập vào hay là người ta định sửa. Thì tôi select cái ngày đặt bằng cái ngày đặt. Ngày đặt ở đây cái thứ hai này nè, chính là cái mà tôi đọc ra từ cái field ngày đặt nằm trong table gì? Trong table inserted, trong table này. Đó. Tôi sẽ lưu vào trong cái biến ha, cái biến mà tôi đã khai báo ở trên này này. Cái biến ngày đặt. Đó. Cái biến lưu tung dạng đây. Và cái ngày giao hàng, ngày giao hàng này tôi đọc từ cái table mà inserted. Tôi lưu vào trong cái biến ngày giao hàng. Đó, tôi lưu vào trong cái biến này. Đó. Sau khi lưu được cái biến này xong thì tôi sẽ kiểm tra thôi. Xét nếu như mà ngày giao hàng mà nhỏ hơn ngày đặt hàng, có nghĩa là giao trước khi đúng không, hoặc là giao ngay lúc vừa đặt cái là giao liền là không làm được đúng không, thì trong trường hợp này mình sẽ kích lên một cái race error, mình báo ngày giao hàng không hợp lý đúng không, không hợp lệ, hay là ngày giao hàng phải thực hiện sau cái thời điểm đặt hàng là bao nhiêu tiếng đó. Trong trường hợp này tôi chưa tính đến bao nhiêu tiếng mà tôi chỉ cần tôi báo là ngày giao hàng thì phải là sau ngày đặt hàng thì mới được. Cái hàm ray errors nó chỉ là cái hàm kích cho cái báo lỗi để cho hệ thống nó báo lỗi cho người dùng khi nhập dữ liệu tại thời điểm đó. Sau khi tôi đưa ra thông báo này xong thì tôi roll back, tức là phục hồi lại cái trạng thái trước khi mà thực hiện cái lệnh đặt đó. Thế thì như các bạn thấy rằng hôm trước khi mà trong cái bài mà transaction ấy, thì mình thấy rằng là cái ngôn ngữ mà TSQL của Microsoft nó xây dựng cho SQL Server là nó kiểm soát dựa trên cái đặt cái trọng tâm là dựa trên tất cả các hành động trên cái cơ sở dữ liệu của SQL Server đều là các transaction, tức là đều là các cái giao dịch. Cho nên mặc nhiên mỗi một lệnh các bạn thực hiện ấy, nó được xem là auto committed, tức là mặc nhiên là được cam kết, được giao kết thực hiện. Chính vì đặc điểm nó là auto committed trên chỗ này ấy, người ta nhập xong rồi mình muốn phục hồi lại trạng thái trước khi nhập thì các bạn chỉ cần roll back thì xem như nó không cho phép cam kết cái lệnh đấy được thi nữa. Có nghĩa là nó trở lại cái trạng thái trước khi cái lệnh đấy được thẩm nhập mà nó không cho đưa vào. Đây chính là cái ví dụ cho cái trigger thuộc cái loại là after. Các bạn có thể dùng after hoặc dùng for là như nhau, đúng không? Đó. Thì ứng với cái đó, sau khi tôi tạo ra cái trigger check order delivery thì các bạn thấy trên màn hình là tôi nhập vào dữ liệu là ngày đặt là ngày 31 tháng 7, trong khi giao hàng là ngày 30 tháng 7, trước khi đặt đúng không? Đấy, điều này là phi lý, cho nên là ray error nó sẽ đưa ra cái cửa sổ báo lỗi ha, và nó báo là no row was updated, tức là không có dòng nào được cập nhật hết. Và cái thông báo lúc nãy mà mình đưa ra đấy thì nó sẽ báo là ngày giao hàng phải sau ngày đặt hàng. Đó, đây là cái ví dụ minh họa cho cái việc mà thực thi cái hành động mà nhập dữ liệu thì cái trigger nó chạy, nó phản ứng lại, nó kiểm tra thấy dữ liệu không hợp lệ, không phù hợp ha, thì nó phản ứng lại, nó báo đấy chính là cái bẫy mà mình đặt ra để xét cái trường hợp là ngày giao hàng không đúng ha, không đúng, không phù hợp. Cái trường hợp thứ hai là nếu như tôi muốn tạo ra một cái trigger thuộc cái loại incident thì lúc này mình cũng tạo bình thường thôi, tức là mình create trigger đúng không? Create trigger này. Và trigger này thì tôi kiểm tra có cho phép hủy đơn hàng hay không. Tức là trong tình huống này tôi đưa ra là một cái tình huống là nếu mà một cái đã đặt hàng được 24 tiếng rồi, tức là người ta đã sắp xếp, người ta đã chuẩn bị hàng để đi giao rồi, mà anh hủy nữa thì sẽ khó khăn cho cái bên mà bán hàng đúng không? Cho nên là tôi giả thiết là tôi xây dựng cái trigger ngăn chặn cái việc mà xóa đơn hàng khi mà cái đơn hàng đã được đặt quá 24 tiếng thì tôi không cho xóa. Coi như anh đặt rồi lúc đấy phải mua, bắt buộc phải mua ha. Ví dụ như vậy. Thì tôi dùng cái trigger này là thuộc cái loại, các bạn thấy trigger này là instead of, tức là nó xảy ra trong quá trình đang xóa đấy ha. Tức là chưa mất đâu, đang xóa, instead of delete trong quá trình đang xóa. Thì tôi mới đọc cái dữ liệu ngày đặt và cái ngày giao hàng ra.
tôi lấy từ đâu? Lấy từ cái table deleted đúng không? Hồi nãy là mình cập nhật hay là mình tạo mới nha, thì tôi lấy từ cái table inserted. Còn đây nó định xóa thì lúc này tôi lấy dữ liệu từ cái table deleted. Và tôi kiểm tra cái khoảng thời gian, đây tôi sửa vào một cái hàm, tôi gọi là hàm deadDeep. deadDeep là chữ deep ở đằng sau này nè. Đây tôi chọn cái màu đỏ để các bạn nhìn này. Cái chữ deep này nè, DIFF á, DIFF tức là difference, tức là khác đấy, đúng không? Date difference tức là cái sự khác biệt giữa hai cái ngày. Ở đây tôi cho hai ngày này, ngày thứ nhất là cái ngày người ta đặt và ngày thứ hai là cái ngày tại thời điểm thực thi cái trigger ấy. Tôi lấy giờ hệ thống ra là current timestamp, tôi dùng cái hàm này tôi đọc giờ hệ thống ra và tôi so sánh theo tiếng, tức là lúc này tôi chỉ định cái hàm deadDeep này nó cho phép mình có thể so sánh theo giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm, vân vân. Trong trường hợp này tôi giả sử tôi so theo tiếng đi, thì nếu như sự khác biệt giữa hai cái ngày là ngày đặt và cái ngày cái thời điểm mà người ta định xóa đó mà nó lớn hơn 24 tiếng, tức là lớn hơn hoặc bằng 24 tiếng thì mình sẽ báo là không được xóa bởi vì đã quá thời gian quy định ha, thì đơn hàng này nó không được hủy. Giả sử trong trường hợp này muốn hủy thì mình delete nó, đúng không? Thì khi mà vi phạm tình huống này cái thì tôi đưa ra báo lỗi và tôi run back phục hồi lại không cho xóa. Và như thế là người ta không thể xóa được, đúng không? Đó. Đấy là trường hợp tôi xử lý cái instead of trigger. Và đây là giả thiết là cái thời điểm mà tôi xóa là ngày 31 đi. Ví dụ ngày 31 đi, đúng không? Lúc 0 giờ bao nhiêu phút, 0 phút, 0 giây gì đó. Và cái thời điểm tôi xóa là nó thành ngày đặt là ngày 30 đúng không? Ngày xóa là ngày 31. Thì quá 24 tiếng thì nó báo, nó kiểm tra nào. Lúc này tôi mới delete nó thì lập tức nó báo là đã quá thời gian quy định. Đơn hàng này không được phép hủy. Và cái hành động này nó bị rollback trên, nó báo là no round was delete ha, was delete. Thì mình thấy nó rất là hiệu quả. Nếu như các bạn dùng check and change thì tình huống này các bạn không xử lý được, đúng không? Không xử lý được. Cái trường hợp này phải dùng trigger mới làm được. Đó. Thì cái hàm deadDeep này nó thực ra nó chính là hàm deadDifference, tức là người ta dùng để so sánh giữa hai cái giá trị thời gian đấy. Các bạn muốn so sánh nó theo giờ, so sánh theo năm, theo quý ha. Từ cái phần mà cái tham số thứ nhất này này, tham số thứ nhất là interval này, tôi bật cái này này. Tham số interval này ha, là cho phép các bạn muốn chỉ định là so sánh cái gì đối với dữ liệu thời gian. Tại dữ liệu thời gian vốn dĩ nó phức tạp mà. Thế muốn so sánh theo năm của dữ liệu thời gian, theo quý của dữ liệu thời gian, theo tháng, theo ngày trong năm, đúng không? Hay là theo tuần, week, hay là theo ngày cuối tuần này, week day, giờ, phút, giây, millisecond, ha, milliseconds. Thì các bạn có thể chỉ interval là muốn so sánh dựa trên cái đơn vị nào của thời gian thì các bạn đưa ra cái interval với cái từ khóa tương ứng, tức là có thể year, quarter là quý ha, month là tháng là vân vân. Thế còn các cái date 1, date 2 là hai cái ngày mà mình muốn so sánh với nhau, được ha. À, như vậy là xử lý trong SQL Server mà các bạn muốn thực hiện so sánh giữa các cái mốc thời gian với nhau ấy mà các bạn không biết hàm deadDeep này thì sẽ rất là khó khăn nha các bạn, rất khó ha, rất khó để viết, rất khó để lập trình. Thế đây, cái hàm này nó rất hiệu quả trong chuyện tính toán ha, và cái sự khác biệt giữa hai cái dữ liệu đó, giữa hai dữ liệu một và dữ liệu hai. Với cái trường hợp mà mình chỉnh sửa thì tương tự ha, tương tự, chỉ có điều là mình alter thôi, mình dùng cái lệnh này thay vì create thì mình dùng alter. Alter ha. Thế thì đây là một cái ví dụ sử với trường hợp lúc nãy ấy, là kiểm tra xem là có cho phép hủy đơn hàng hay không. Thì tôi thực hiện, tôi so kiểm tra là nếu mà đã kích hoạt ha, tôi nâng cái mức độ khó hơn, tức là nếu mà đã kích hoạt hoặc ha, hoặc là quá 24 tiếng thì đều không cho hủy đơn hàng, đúng không? Thì lúc này tôi lấy ba tham số, một tôi lấy hai cái mốc thời gian, đúng không? Ngày đặt và ngày giao hàng đó. Thế thì ngày đặt và cái trong trường hợp này hình như dư đúng không, dư các bạn, tức là cái tham số này tôi sửa lại nhưng mà tôi không để ý, tức là ngày giao hàng này tôi không quan tâm này. Tôi chỉ cần quan tâm đến ngày đặt thôi, tức là cái này dư đó. Tôi dư cần tôi set hai cái thôi, một là ngày đặt tức là nó định
lấy cái ngày đặt ra mình kiểm tra với cái thời gian hiện tại, mà lớn là 24 tiếng là không xóa. Đấy là một. Thứ hai là nếu mà không quá 24 tiếng nhưng mà cái nhân viên mà quản lý đơn hàng ấy, nó đã kích hoạt đơn hàng lên, có nghĩa là người ta đã đang sắp món hàng và đang đi giao rồi, ví dụ vậy đó, thì tôi không cho xóa. Tức là một trong hai điều kiện này tôi đều không cho xóa. Thì trong trường hợp này tôi thỏa mãn thì tôi raise error và roll back, đúng không? Thì các bạn thấy đấy, nhờ cái đặc điểm là auto committed trên chỗ này của cái thằng GSQL cho nên cái lệnh roll back nó mới có hiệu lực. Tức là mặc dù anh xóa rồi nhưng mà người ta gọi lệnh roll back để ta can thiệp thì nó sẽ phục hồi lại, không cho xóa cái đặc điểm đó, không cho phép thực thi cái lệnh tương ứng nữa. Và chỗ này mình thấy với giả sử với cái đơn hàng 002, mặc dù là cũng là ngày 1 tháng 8, đó giả sử tại thời điểm đấy tôi xóa cái đơn hàng này là ngày 1 tháng 8 nha, thì ngày 2 tháng 8 chứ, giả sử là 2 tháng 8, giả sử vẫn ngày 1 tháng 8, tức là vẫn chưa quá 24 tiếng. Thế nhưng mà cái đơn, cái thuộc tính đã kích hoạt, tôi thiết lập bằng true, tức là tôi đã kích hoạt rồi, thì lúc này xóa là không xóa được, đúng không? Không xóa được. Với tình huống mà xóa, đó là nếu như mà mình thấy rằng cái trigger đấy không cần thiết nữa, lúc mình xây dựng lên là để ngăn chặn bây giờ sau khi mà mình muốn điều chỉnh ở database ha, muốn nhập dữ liệu, hay là trigger đấy không còn hữu dụng nữa, mình không cần nữa, thì các bạn có thể dùng lệnh drop. Các bạn có thể dùng lệnh drop, drop muốn xóa một trigger thì mình drop trigger, đúng không? Và trigger cần xóa tên là gì, mình sẽ chỉ tên trigger ở đây, thế là đủ. Ví dụ trường hợp mà tôi muốn hủy cái trigger kiểm tra cái việc mà xóa đơn hàng thì lúc này tôi drop ha, tôi drop cái trigger, thì cái trigger này lúc nãy tôi đặt tên nó là cancel order, đúng không? Cho nên bây giờ tôi drop cái trigger đó, thì chỉ cần chỉ tên nó thôi. Hoặc với trường hợp mà kiểm tra cái ngày giao hàng ấy, đúng không, với trigger lúc nãy, bây giờ tôi không muốn kiểm tra nữa, tôi muốn hủy thì tôi delete nó đi thôi. Delete trong tình huống này thì mình không dùng lệnh delete mà là dùng lệnh drop ha. Nó quy ước như vậy, muốn xóa trigger thì drop trigger. Ở trong này nãy giờ mình dùng có một cái hàm muốn tạo ra báo lỗi ấy. Thì đây cái hàm trong hệ thống nó có một cái hàm gọi raise error. Bình thường có lỗi thì nó sẽ tự động kích phát cái báo lỗi và nó báo, nó ngưng ha, và nó đưa thông báo trên màn hình. Thế nhưng mà các bạn muốn đưa ra, tạo ra một cái lỗi do chính mình tự gọi lệnh để nó tạo ra lỗi ha, tạo ra lỗi, thì mình sẽ gọi cái hàm raise error. Thì cái hàm raise error này mình muốn cái thông điệp nó hiện lên trên màn hình báo lỗi là gì, thì các bạn gõ vào cái tham số thứ nhất. Đó. Hai cái tham số còn lại là severity, cái thằng này là cái mức độ lỗi ha, cái mức độ nghiêm trọng của cái lỗi mà các bạn muốn xem đó là mức độ nào. Đó. Có thể có những trường hợp nha, có những trường hợp mà cái máy chủ cơ sở dữ liệu cũng như là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó không xem là lỗi, nhưng mà mình cho đấy là hành động lỗi, thì mình tạo ra cái, mình dùng cái hàm raise error này, nó sẽ phát sinh cái lỗi đó và hệ thống cũng xem đấy là cái lỗi thực sự. Đó. Và cái mức độ nghiêm trọng nó tùy thuộc vào các cái giá trị của cái tham số severity, tức là cái tham số này. Nếu như các bạn sử dụng các giá trị số cái tham số này từ 0 đến 10 thì đây là cái lỗi thuộc loại lỗi nhẹ ha, nó gọi là information misses. Đó. Thế nếu như các bạn đặt các giá trị trong khoảng từ 11 đến 18 thì nó xem là lỗi thực sự. Đó. Thế nếu từ 0 đến 10 thì nó chỉ tương đương với cảnh báo thôi, đúng không? Nếu như các bạn đặt cái lỗi là cực kỳ nghiêm trọng là fatal error ha, thì các bạn đặt cái giá trị từ 19 đến 25. Đấy là quy ước như thế, còn mình muốn cái lỗi, xem cái lỗi là lỗi ở mức nào thì các bạn đưa ra các giá trị số từ 0 đến 25. Thì trong đó từ 0 đến 10 được xem như là lỗi nhẹ, đúng không? Đó, lỗi 11 đến 18 là lỗi không được phép thi hành, lỗi nguy hiểm, đúng không? Fatal error này tức là lỗi cực kỳ nghiêm trọng. Đó. Và trạng thái thì nó cho phép mình có thể đặt trạng thái với các giá trị từ 0 cho đến 255, nó muốn đặt giá trị bao nhiêu cũng được. Đó. Cái loại trigger thứ hai, đây, cái trigger nghiêm trọng mà đối với dữ liệu đấy là DML, đúng không? Một cái trigger cũng nghiêm trọng không kém đấy là DTL. DTL trigger là những trigger mà mình tác động lên các cái thành phần được xem là database object. Đó. Database object có thể là table này,
có thể là view này, có thể là index này, có thể là trigger này, có thể là function, có thể là store procedure đó. Thế thì những hoặc là thậm chí chính là database luôn đấy, thì những cái lệnh mà DDL, nếu mà ra lệnh những cái lệnh thuộc loại DTL thì nó sẽ ngăn chặn, ví dụ vậy. Thì ở đây người ta có cái nhóm trigger cho cái mục tiêu này. Thế thì thông thường những cái DDL trigger nó phản ứng tác động với, phản ứng lại với những cái tác động của người dùng ha, ở cái mức độ máy chủ hay là mức độ database. Đây là những cái hành động cực kỳ nghiêm trọng, server, tác động lên server hay tác động database đều là nghiêm trọng hết. Và thông thường những cái lệnh này nó có thể là những cái lệnh mà khi người dùng muốn dùng lệnh create hay là dùng lệnh alter hay là dùng lệnh drop. Đây là những cái lệnh mà tạo, sửa, xóa các cái thành phần thuộc loại là database object, đúng không? Hoặc là những cái lệnh như là grant, grant là cấp quyền này, deny tức là ngăn chặn ha, hay là revoke, update, vân vân. Thì những cái lệnh này trigger một thuộc loại DDL nó sẽ tự động nó chạy để làm gì đó. Và thông thường với những cái tình huống nghiêm trọng như thế thì việc ngăn chặn nó không dễ các bạn, tại vì những người có quyền để mà thực hiện những cái lệnh này thường là những người có quyền rất cao trong hệ thống. Những trường hợp mà các cái tài khoản đăng nhập được cấp quyền ở mức mức hệ thống ấy thì mới thực hiện được những cái lệnh như thế này. Và với những tình huống như thế thì thường thường người ta sẽ ghi nhận, đúng không? Ghi nhận những thay đổi của database schema, đó, tức là các lược đồ tác động trên đối với database thì nó sẽ, hoặc là ngăn chặn một số tình huống nguy hiểm khi có sự thay đổi đối với database schema. Và thường thì người ta ghi nhật ký các bạn, ghi nhật ký để sau này mà mình, tức là những cái nhà quản trị người ta xem đọc nhật ký thì người ta thấy những cái hành vi nào nó được xem là nguyên trọng thì người ta đưa ra cái chiến lược hay là cái chính sách để hỗ trợ cho việc bảo vệ. Có rất nhiều tình huống ha, có rất nhiều tình huống. Thế thì cái mô hình của DDL trigger nó hoạt động như thế nào? Thì thông thường là những cái người có quyền tác động lên, thường thường là những người tác động lên cái hệ thống database hoặc server ấy, đa phần là những người có quyền hạn rất cao. Ví dụ như các nhà phát triển phần mềm nhà, có thể cố ý hay là vô tình mà gây ra tác động nghiêm trọng trên hệ thống của mình. Thì khi mà người ta thực hiện một cái hành động tương tác với SQL Server ha, đối với cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu hoặc là đối với cái database mà mình, người ta đang làm việc đó, có thể là vô ý cũng có thể, đúng không? Thì cái sự kiện có liên quan đến cái trigger này này nó sẽ được kích lên, và lúc đó thì cái liên quan đến sự kiện đó là những cái dữ liệu ha, dữ liệu liên quan đến sự kiện này có thể dùng để gửi cảnh báo cho các cái đối tượng cần thiết, đúng không? Thường là những cái nhà mà quản trị cấp cao đối với cái máy chủ đó. Thế mình thấy rằng là mỗi một tương tác như vậy nó được được xem là một giao dịch, đúng không? Đối với cơ sở dữ liệu hay là đối với máy chủ, và máy chủ cơ sở dữ liệu nó sẽ tự động phát sinh một cái sự kiện có liên quan ứng với một cái giao dịch thuộc các loại DTL. Và khi phát sinh cái sự kiện đó ấy, thì thường thường nó sẽ có cái dữ liệu mô tả ở dạng nó gọi là dữ liệu mà có cấu trúc ấy, nó thuộc cái dạng nó gọi là dữ liệu metadata theo cái mô hình của cái loại dữ liệu XML ha. Nếu mà mình sau này mình học hoặc có bạn nào mà đã học qua về XML thì mình sẽ biết đối với cấu trúc đó thì nó mô tả thông tin theo các cái tắc, theo các tắc. Vậy thì mình muốn tạo ra một cái trigger thuộc cái loại DDL thì mình cũng create trigger. Đây, mình cũng create trigger. Mình đặt tên cái trigger đấy theo cái mong đợi của mình, đúng không? Và hồi nãy là đối với dữ liệu thì mình on table, đúng không? On tên của table, nhưng mà trong trường hợp này thì nó không có tên table gì hết, mà mình có thể dùng từ khóa nếu mà mình ngăn chặn ha, hay là mình kiểm soát. Đối với trường hợp ta tác động đến database thì mình sẽ dùng từ khóa là database. Còn nếu như bạn tác động đến toàn bộ cái server, cái máy chủ cơ sở dữ liệu ấy, thì các bạn sẽ dùng từ khóa là on server, có thể dùng từ khóa này, được. Việc mã hóa hay không là dùng encryption để mình biết, chỗ này mình không giải thích nữa ha. Và cái hành động ở đây thì nó chỉ có một cái loại đấy là for thôi. Đối với hành động gì thì lúc này các bạn sẽ chỉ là event type hoặc là event group.
Thì event type đây này nó có thể là tạo table đúng không? Có thể là alter table, có thể là tạo database nào đó. Hoặc là có thể là xóa sửa cái gì đó, ví dụ vậy. Rồi add ha, sau khi mình chỉ ra cái sự kiện tương ứng ha mà trigger sẽ chạy thì mình có thể chỉ dẫn nội dung của trigger, tức là mình sẽ add cái cấu trúc lệnh SQL. Để minh họa cái chuyện này ấy, ha, tôi sử dụng một cái hướng dẫn của Microsoft ha, là dùng cái ở trong cái link này là chỉ về kiểu dữ liệu đúng không, các kiểu dữ liệu liên quan đến sheet name là tôi muốn tạo ra một cái table để tôi ghi nhật ký, tôi âm thầm ghi nhật ký khi có tác động vào, thì tôi sẽ xây dựng cái table đó với ba field. Thứ nhất là login ID, thứ hai là cái cấu trúc dữ liệu metadata đó. Và thứ ba là cái tên của cái thành phần hệ thống mà thực hiện tác động trên cái database hay trên cái server của mình đó. Và sau khi tạo ra table đấy rồi thì chúng tôi tạo ra cái trigger là ghi nhật ký ha, tôi gọi tên là working log, tức là ghi nhật ký làm việc trên cái database của tôi đây đó. Và hành động tôi đưa ra là tôi nghi ngờ nếu như tạo index này, hay là sửa index này, hay xóa index này, hoặc là tạo view, sửa, xóa view. Tương tự đối với các đối tượng database object như là procedure hay là function đúng không? Đó, tức là đây tôi nhắm vào ba cái mục tiêu: index, view, function và procedure. Thì tôi sẽ làm cái gì? Tôi sẽ ghi nhật ký bằng cách là tôi lấy giá trị, tôi đọc cái nhật ký mà SQL nó sinh ra thông qua cái hàm event data đó. Và tên của cái user hiện tại nó sẽ ghi lại đó. Tôi chỉ ghi nhật ký thôi, tôi tạo ra cái lệnh đó, tôi insert vào để ghi nhật ký lại. Sau này tôi ví dụ tôi là nhà quản trị thì tôi đọc lại những cái nhật ký này, tôi sẽ biết vậy thì tôi đọc cái nhật ký này như thế nào. Vậy đây là một ví dụ tôi tạo ra. Sau khi tôi tạo cái trigger đó trên database rồi thì tôi thực hiện tiếp hai cái hành động. Một là tôi tạo một cái view tên là đơn hàng tài khoản đúng không, và tôi có mã hóa nó để lát đây xem nhật ký nó ghi như thế nào đúng không. Rồi tôi làm một cái hành động thứ hai là tôi tạo ra một nân cluster index đó, xem nó có ghi nhật ký của cái nào. Rồi cái hành động thứ ba tiếp theo là tôi lừa tôi đi xóa một cái view tên là thống kê số lượng sản phẩm đó. Ví dụ tôi thực hiện ba cái lệnh, tôi xem nhật ký nó ghi như thế nào. Thì lúc này tôi mở cái table working log này. Working log lúc nãy là ghi lại nhật ký làm việc ấy đó. Thì tôi mở ra tôi thấy rằng là nó có ba field. Field thứ nhất là event type, cái kiểu là view này. Cái nhật ký của cái khi tôi thực hiện lệnh động, hành động thứ hai nó tự động ghi nhật ký lại là tạo index này. Và cái nhật ký nó ghi cho cái hành động thứ ba là xóa view này, đúng không? Và bị thay đổi bởi cái người có quyền DBO. DBO là database object, tức là quyền database owner, tức là cái người có quyền làm chủ, cái quyền người có quyền hạn rất mạnh trên cái database của mình đúng không, làm chủ mà anh thích xóa thích sửa muốn làm gì cũng được, của anh mà làm chủ đó, nó rất là nguy hiểm. Thế thì khi mà click vào ba cái dòng metadata, dòng thứ nhất thì mình thấy nó tạo view ha, cái ông tạo view này ông thực hiện vào ngày 2 tháng 8 đúng không, lúc 9:28:40 đó. Và ông tác động trên cái máy chủ có cái instant, cái SQL server của instant là bó đũa root, sửa bó đũa với cái tài khoản của ông ấy là tài khoản FA đúng không, lúc ấy tôi dùng tài khoản system administrator mà. Database name tôi tác động là tác động trên database online đó, cái lực đồ tác động của cái tài khoản đó, lực đồ của tài khoản khi mà dùng tác động trên cái tạo cái view này, nó quyền hạn nó là DBO đó. Và cái object type tức là cái đối tượng mà mình tác động ấy, nó chính là một cái đối tượng thuộc cái loại view đúng không. Và comment text ấy thì đây nó encrypt, tại lúc nãy trong cái lệnh kia của mình viết encryption mà, trên chỗ này nó không đọc lại cái lệnh đó, nhưng mà biết là tôi đã tạo một cái view đúng không. Và cái view đấy tên là đơn hàng tài khoản view này đó. Ghi lại là đọc là biết à, tạo làm gì, tác động lên lúc mấy giờ đúng không.
Hoặc là với trường hợp thứ hai, tôi xem cái thông tin thứ hai là hành động, thấy là à vào lúc 9:29:35 mili giây ha, thì tôi ngày 28/2020 thì cái người tác động, đấy là cái lệnh tác động tạo index đó, trên cái máy chủ bó đũa group ship bó đũa tài khoản mà tác động là SA đúng không, tác động trên database online, bán hàng online đúng không, để làm gì, tạo ra một cái index tên là tên sản phẩm đúng không, và cái lệnh để tạo do mình không inscript ấy, nó ghi nhận lại à ông này lúc đấy ông đã dùng cái lệnh là create nâng cluster index tên sản phẩm on trên cái table sản phẩm. Đó. Còn thấy nó ghi lại nhật ký rất chi tiết đấy các bạn. À, hay là lệnh thứ ba, à ông này ông xóa một cái view ha, vào lúc 9:29:53 và 113 mili giây đúng không? Ngày 2/8. Hành động ông ta xóa view ha, drop view TK quả. À, thống kê số lượng sản phẩm đúng không? Này ông xóa cái này, ghi nhận lại hết, mình đọc lại mình biết đúng không? Ví dụ như mình là cái người chính là cái người làm chuyện đó, thì mình đọc biết à hành động này là do mình làm. Nếu mà mình nhìn thấy vô đây mà mình thấy cái lúc đó mình còn đang đâu có vô server đâu, đâu dùng máy tính đâu đúng không? Mình đang cúp đất trồng rau chẳng hạn, thì mình thấy cái điều này là phi lý đúng không? Thì lúc này mình sẽ chọn một cái chính sách hay là cách nào đó. Ví dụ như mình nghi ngờ rằng tài khoản SA của mình bị lộ mật khẩu, thế mình quay ra mình đổi mật khẩu đúng không? Đó ví dụ như vậy. Đấy, cái việc ghi nhật ký quan trọng. Đó. Thế thì đối với cái ở đây thì cái phần còn lại trong cái này là người ta giới thiệu với mình về cái hàm event data. Đây là một cái hàm hệ thống, nó gọi là một cái hàm. Cái này tôi viết lộn sai chính tả nhỉ, là built-in ha, built-in function. Chữ in này phải đằng sau chữ build này nè, này chữ này nè, chữ in này phải đặt trong đằng sau chữ build ha, build in function của cái DDL trigger trong SQL đúng không? Mục đích của cái hàm này ấy, là nó đã trả về cái các cái thông tin ha, của cái sự việc đã xảy ra dưới dạng một cái cấu trúc dữ liệu là XML. Thế thì cái mục đích của cái event data này nó sẽ trả về thông tin cho biết là mình người ta đã làm gì đúng không, người ta tương tác với cơ sở dữ liệu như thế nào, đại loại như vậy, các cái thành phần hệ thống nào đã truy cập vào đúng không, ví dụ vậy, hoặc ai đã làm, ai đã dùng nó để tác động lên trên này, thì lúc này các cái thông tin liên quan đến event data nó sẽ ghi nhận lại. Thì các cái thông tin ở đây thì những cái này còn tự đọc thôi. Ví dụ event type tức là cái sự kiện đấy thuộc loại là gì? Create, enter, delete vân vân. Cái thời gian mà mình tác động event trigger time đúng không? Rồi SPID tức là SQL server đấy ha, section ID gọi là mã số bao nhiêu ha, số hiệu. Rồi cái tên của cái instance tức là tên máy chủ đúng không? Rồi đăng nhập vào với cái quyền hạn là cái gì, login name, rồi cái tài khoản người dùng đúng không, đã sử dụng dưới dạng cái lực đồ nào, thì lúc này là schema nó sẽ báo. Đó. Rồi anh tác động lên database nào, tại vì trên SQL server có thể có nhiều database mà, lúc đấy anh tác động database nào nó ghi cụ thể luôn, anh tác động lên database bán hàng online cái hồi nãy đấy. Đó, thì những cái thông tin này khoảng tự coi lại. Cái bài trigger về mặt lý thuyết ấy, đến đây là kết thúc đúng không? Bây giờ tôi sẽ quay sang cái phần thực hành để mình làm một số cái ví dụ trong cái bài tập số 5 đúng không? Để giúp các bạn hiểu à với nhu cầu như thế thì mình sẽ viết trigger như thế nào. Thế như vậy là chúng ta đây là bài tập số 5 ha. Bài tập số 5 thì câu thứ 5 thì các bạn tự làm đi nhá. Nó đã view mình lấy cái bài tập tuần số 4 ra. Rồi các cái yêu cầu truy vấn ấy thì mình sẽ tạo các cái view cho những yêu cầu đó, mình tạo view thôi, cái này thì không khó nên chắc là mình tự làm đấy ha. Đối với bài cái câu số 6 á thì các cái câu 6 này chủ yếu là dùng trigger. Thế thì mình muốn kiểm tra chiều dài của mật khẩu đúng không, đối với nhập dữ liệu cho tài khoản, cho table tài khoản thành viên. Thế đây tôi bắt đầu tôi tạo cái tôi mở cái SQL server lên.
thì mình thấy rằng là giả sử như này, tùy theo điều như nào chiều dài mật khẩu như nào là hợp lý, giả sử mình đưa cái chính sách tức là nếu ha, nếu như mà người dùng người ta nhập vào thì bây giờ là người có nhiều hệ thống ấy, người ta kiểm tra cái mật khẩu chiều dài, nếu mà anh dài quá khó nhớ, giả sử dài tối đa chỉ được phép dài 30 ký tự thôi, mà anh ngắn quá thì người ta dễ, cái người mà phá phách hay là dự kiến thâm nhập hệ thống của mình do mật khẩu á, thì người ta dễ mò, đúng không? Người ta dễ mò, cho nên có những hệ thống mà hỗ trợ tốt thì thường thường người ta sẽ kiểm tra cái chiều dài mật khẩu tối thiểu là phải 8 ký tự, ví dụ vậy ha, 8 ký tự. Tối đa thì có thể là 30 ký tự, đúng không? Thế tôi muốn tạo trigger để kiểm tra mật khẩu, đây là có cái field mật khẩu. Trong trường hợp này mình 20 thôi, nhưng mình kiểm tra tối thiểu là 8 ký tự mà tối đa là 20, đặt dài hơn tức là không được, đúng không? Ví dụ như vậy. Thế trong trường hợp này mình viết một cái query thôi, cho nên tôi use, đúng không? Bán hàng online, gộp. Đây tôi tạo ra một trigger thì create trigger. Trigger tôi muốn gọi là kiểm tra, check ha, check password len đây ha. Tôi kiểm tra đối với table nào trên cái table tài khoản thành viên, on table tài khoản thành viên ha, và tôi cho cái hành động đây, tôi ví dụ tôi after, hay là tôi dùng instead of ấy. Thì ví dụ đây tôi instead instead of insert hay là update, tức là anh cập nhật hay là anh chèn dữ liệu vào, thì tôi dùng các cái lệnh để tôi bị add, begin ha, có nhiều hơn một lệnh tôi begin. Thực ra các bạn không cần begin end là cũng hiểu, ở đây thì mình có nhiều hơn một lệnh thì mình cứ đặt begin end cho chắc cú, đúng không? Là ví dụ như vậy. Cái này là check ha, the land, the password between 8 ha and 20. Đó, ví dụ như vậy. Thế đây thì tôi muốn lấy được cái mật khẩu người ta vừa nhập vào để tôi set, đúng không? Ngày tôi declare. Tôi declare một cái biến là P đi ha, thuộc kiểu vacha 20, ví dụ vậy. Đó. Và chỗ này thì tôi đọc cái dữ liệu P này ra. Hay tôi gọi cái này dữ liệu này, tôi đặt tên biến path đi. Biến path. Đó. Lúc này tôi lấy cái dữ liệu người ta vừa mới nhập ha, từ trong cái table inserted, đúng không? Ở đây tôi select cái gì? Tôi select cái pass sẽ bằng cái mật khẩu. Đó, mật khẩu. Trong cái table này của mình là chính là cái field này, field mật khẩu, đúng không? Mật khẩu. Từ cái table nào? Từ cái table ảo tên là inserted. Đó, từ table này. Thế tôi lấy ra xong rồi tôi muốn xét chiều dài dài ha, nếu mà cái chiều dài của nó ở đây muốn đọc được xem có bao nhiêu ký tự, các bạn có thể dùng hàm len nha các bạn, hàm len để xác định chiều dài len của cái thằng vừa mới lấy được, nó vừa nhập pass, đúng không? Mà nó nhỏ hơn 8 tức là bị lỗi, đúng không? Hoặc chiều dài của này mà nó lớn hơn 20, len của pass mà lớn hơn 20 tức là vi phạm, đúng không? Chỗ này tôi thì tôi sẽ raise error. Raise error, đúng không? Thì tôi báo là the pass hoặc là mình nói là mật khẩu này nó
strong, đúng không? Hay là not the cho lỗi này là lỗi cũng vừa vừa là cùng 10 ha. Và cái severity là 10, còn khi mình đặt ví dụ như là 0 này ở chỗ này mình roll back, phục hồi lại roll back ha. Rồi mình thi hành thôi. À đây mình thiếu đúng không ạ? À, sau khi mà thi hành nè, thì giờ mình kiểm tra cái table tài khoản nó có phần trigger nè, thì có check password len nè các bạn. Đó. Bây giờ mình test xem nó có đúng hay không. Bây giờ mình edit ha, edit top 100. Ở trong này tôi cũng có rất nhiều mật khẩu, có rất nhiều tài khoản này các bạn. Giả sử đây tôi nhập một cái tài khoản mới đi. Tôi test thì tôi nhập ví dụ tài khoản này tôi đặt là A B C D. Đó. Mật khẩu này tôi đặt cũng A, ví dụ vậy ha. Trần hay là Trần Minh Quang, ví dụ vậy. Sinh ngày 1973, tháng 8, ngày 23, Nam ha, chú. Ngày 0909, ví dụ vậy. Này. Tên và quen còn hotmail.112 Lý Tương Việt. Đúng không? Đây là phone này. Mình các bạn thấy nó bảo the password length is not valid. Là bây giờ mình mã nhóm là sử dụng nhóm 2, nhóm 1 đi. Nhóm 1 là nhóm quản lý á. Mã quận huyện là sử dụng người này nhóm quận 13 đi ha. Chả biết quận 13 là quận gì cho đại. Đấy, lúc này mình enter này. Thì nó kiểm tra, nó báo the password length is not valid. Tại này mình có 4 chữ A thì nó không cho. Bây giờ mình nhập lại. À, trong này mình nhập là 8 chữ A đi. 1, 2 và 4, 8 chữ A đúng không? À, thì được, đúng không? Được. À. Như thế nên nó nhập được. Bây giờ mình sửa lại, bây giờ chỗ này mình sửa lại thành chỗ đóng nha các bạn. Mình update thử nè. Chỗ này mình update ha, update cái pass cái mật khẩu. Update cái table là table tài khoản. Set mật khẩu bằng A B C D E F. Đấy, tức là 6 biến tự. Về cái tài khoản bằng cái chữ gì đó. Đây thì mình edit select đi, mình thằng admin đi ha, admin abcd này, mình admin tài khoản admin đó. Đây mình có abcd ef là 6 cái vẫn chưa đủ đúng không, mình chạy thì nó báo là password len is not valid, không được đúng không? Nên tôi ép về gh là mình chạy. À, thì nó báo là một dòng đã được cập nhật, one row effect. Ví dụ thứ hai này tôi kiểm tra ngăn chặn việc trùng dữ liệu,
trùng tên quận của một thành phố ha. Đó, ví dụ như mình lưu thành phố Hồ Chí Minh mà có hai cái cùng là huyện thành Bình Chánh ấy, là dư thừa thì không cho lưu đúng không? Để trường hợp này mình có thể tạo cái trigger đúng không? Đây mình tạo trigger này. Vậy là tôi choose bán hàng online gồm ở chỗ này thì tôi gọi là prevent duplicate duplicate đây là on quận huyện on table quận huyện. Thì chỗ này tôi tạo trigger thôi, create trigger, create trigger tôi gọi là check duplicate QH, ví dụ như vậy, trên table nào, trên table quận huyện. After delete after update hoặc là after insert sau khi update hoặc là sau khi insert. Thế thì chỗ này tôi add ha. Chỗ này cũng mình delete. Tôi khai báo một cái biến thứ nhất là tên QH trong này mình đối với cái table một quận huyện này nè, tên quận huyện là 88 đúng không, add 88 tỉnh thành là 65 đúng không. Tôi lấy thông tin từ đâu ra, từ cái thằng inserted đúng không, chỗ này tôi select tên QH bằng tên QH phải tỉnh thành bằng tỉnh thành from cái thằng insert đúng ha. Sau khi lấy xong rồi thì tôi xét trùng đúng không? Đây được khai báo đơn biến là n này, tôi in đó. Và tôi xét n sẽ bằng đúng ha. Cho này tôi select, tôi count câu sao này. Ha. From table quận huyện where gì, where tên quận huyện bằng với cái quận huyện vừa nhập, đó là tên quận huyện vừa nhập và cái tỉnh thành bằng với cái vừa nhập, tỉnh thành vừa nhập. Đó. Nếu mà tôi biến n của tôi mà lớn hơn 1 tức là nó có hai cái trùng nhau đúng không? Thế nếu mà n mà lớn hơn 1 thì chỗ này mình raise error đúng không? Phải thông báo là dữ liệu quận huyện bị trùng ha. Đó, chỗ này là dữ liệu kiểu Unicode có suy n chưa? Ở trong này tôi thông báo là cái lỗi tương đương với lỗi 12
tương đương với lại số 88 đi ha, à, ví dụ vậy. À, chỗ này mình roll back. Và đây mình thấy quận huyện này hiện giờ nó chưa có nữa. Trigger của quận huyện chưa có, ha, này trống. Thế đây mình thi hành. Nó báo là có một cái lệnh phù hợp đúng không? Đây mình đã thực thi thành công. Chỗ này mình refresh thì mình thấy có cái check duplicate là nếu như bạn alter cái này, mình modify này thì mình thấy nó sẽ đọc lại đúng cái nội dung này của mình. À, nếu mà mình đặt cái khi mình tạo trigger mình with inscript and script ha, thì các bạn không sửa được nha, chỉ có xóa đi thôi, viết lại không sửa được. À, bây giờ mình mới mở cái quận huyện ra mình thử, ví dụ mình update đi, tôi dùng lại test ha, insert into table quận huyện. Nào, đây mình test ha. Insert into cái table tên là quận huyện đúng không? Và trong này tôi value thì tôi ở đây tôi kiểm tra dữ liệu này, select đây thì dữ liệu đây tôi thấy có quận 1 thành phố Hồ Chí Minh nhỉ. Đó, thì tôi chèn thành quận 1 quận Hồ Chí Minh nữa xem nó có bị không. Ở chỗ này thì tôi Q1 ha, này thành phố Hồ Chí Minh tôi chèn cái này vào, nếu mà không được nó sẽ có lỗi. À, nó kêu là column name or number. À, cái này mình bị sai dữ liệu các bạn, không phù hợp. Nó bảo column name or là number of supply value that not match table definition. Tức là cái chỗ này tại vì mình chèn cái kiểu này cũng nguy hiểm đúng không? Mình chèn cái tên QH đúng không? Rồi tỉnh thành đó. Tức là mình chỉ ra không rõ ràng nó lỗi thôi. À, chưa chắc thì do cái trigger nó bị sai, chạy thử. À, thì nó bảo này, dữ liệu bị trùng đúng không? Và cái này. À, là lúc này mình làm một cái trigger nữa đúng không? Đó. Ví dụ như không cho phép sửa thông tin về ngày đặt hàng. À, đặt rồi như sửa nữa, những cái khác thì tương tự các bạn tự làm ha. Đó, thì trong trường hợp này thì không cho phép sửa thông tin về ngày đặt hàng. Đó, thì cái này khó chỗ làm sao biết mà sửa đúng không? À, chỗ này tôi tạo cái trigger thứ 3, create trigger. Tôi tạo cái trigger này tên là cannot update đúng không? À, đối với table ở đây là table gì, đối với đặt hàng là table đặt hàng rồi. Đơn hàng như đúng không? Đơn hàng. Và lần này tôi không cho nó sửa như lại là with and with and grip and encryption. Chữ này bị thiếu chữ P đúng không? With and encryption. Cho cái hành động là for update. À, cái nội dung sẽ là end ha, à, tôi bị ghi này là end. À, cái chỗ này thì tôi mình gọi là prevent update đi ha, cái nó update đọc thấy nó kỳ kỳ ha, ngăn chặn cập nhật. Ở trong cái thằng này ấy, thì tôi làm cái hành động gì? À, tôi phải lấy được cái ngày mà nó đã có. Tức là tôi phải dựa vào hai table nha các bạn. Update lúc này tôi dùng hai table. Tôi declare. Tức là cái này mình gọi là own ha. Own. Không cho sửa ngày đặt hàng đúng không? Own data. Rồi new ha. New.
tôi cũng đặt là kiểu data. Và chỗ này thì tôi select cái old. Cái này là cái mà tôi muốn nó đã có trước đó rồi, bằng cái ngày đó. Ngày DH trong cái table nào, cái này cũng lấy ngày DH thôi mà lấy table nào, cái old cái cũ ấy để trong table delete đúng không nào. Thế còn cái ngày mới thì nằm đâu, nằm ở trong cái table đây mình coi lại cấu trúc của table đơn hàng ngày đặt, nó gọi là ngày đặt đúng không đó. Rồi tôi cũng select cái ngày mới tức là new bằng cái ngày đặt từ cái table nào, từ table insert đúng không đó. Tức là tôi có hai cái ngày đặt lấy từ table delete tức là sẽ bị cập nhật, còn lấy cái ngày đặt mới đưa vào nó nằm trong table delete insert được. Đó. Và tôi xét nếu như mà thằng này nó khác nhau nào, nếu mà cái old mà nó khác với lại new, khác với new tức là nó bị sửa đúng không, thì lúc này mình begin em ha, và chỗ này thì mình raise error đúng không? Tôi nói là không được sửa ngày đặt hàng. Lỗi này từ cho nó là lỗi nghiêm trọng, lỗi thứ 15 cũng là lỗi ha. Và cái này tôi trả về mọi một là tôi rollback. Thế thì chỗ này mình chạy này. Trước khi chạy mình kiểm tra trong đơn hàng này chưa có trigger nào, của tôi chưa có trigger nào. Ở đây tôi chạy cái này. Đó. Và sau khi chạy xong tôi kiểm tra đây thì refresh thấy nó có cái prevent update đúng không? Ngăn. Trên chỗ này giả sử đơn hàng của mình select top 1000 đó. Ngày đặt. Bây giờ mà các bạn sửa cái ngày này lại là nó không cho. Đúng không? Như vậy cho nên mình mã đơn hàng là DH bao nhiêu này, mình copy cái này nhỉ. Update thử. Này là update. Update cái table đơn hàng. Set cái ngày đặt bằng cái ngày mới. Ví dụ đây tôi set thành ngày năm 2020 ngày 9 1 tháng 9 ha. Tôi giả thiết tôi sửa lại thì cố tình sửa sai lại thành ngày lúc 0 giờ 0 phút 0 giây quên số DH đúng không, số đơn hàng số ha, số bằng với cái số mà nãy tôi chép 3. Bây giờ mình chạy sửa này là thực ra ngày của nó là ngày 20 tháng 2 đúng không? Tôi sửa lại ngày 1/9 tôi chạy cái này. Nếu mà nó mình sửa nó không cho nó báo không được sửa đúng không? Tại dòng thứ 11 không cho update không được sửa ngày đặt hàng đúng không? Như vậy là các cái câu còn lại các bạn tự làm đúng không? Để kiểm tra chiều dài thì cái mà có thể không quen các bạn sẽ không viết được và không cho phép sửa thông tin về ngày đặt hàng thì các bạn phải dựa vào cả hai table và table insert tức là cái dữ liệu mới, còn cái thằng delete là cái dữ liệu đã có sẽ được thay bằng dữ liệu mới, nó tất cả trong hai table luôn. Đấy, update các bạn sẽ đọc được cái thông tin đó đúng không? Còn những cái khác thì các bạn thực hiện các phép toán, phép so sánh thông thường thôi. Vậy cái bài của mình đến đây kết thúc ha. Các bài trigger thì các cái ví dụ cũng như là thông tin về view ha, thì bữa nay mình sẽ kết thúc ở đây. Chào các bạn.